là nó bị như thế nào không ạ? Trên đây thì hai con đường. Mở cả nó nghĩ cho mọi người. Nước là buồn đó đây, tắp vô. Buồn đó tắp vô chịu nổi. Nó lửa này ở nhà miết cho mọi người ăn là có. Có bụi vô quá nhỏ thôi, trời chắc là hậu nước đồ hết không. Trời phải ở nhà thấy giữ nước thôi cho mọi người. Nước đây là bùn đây, bữa nay là đỡ bùn, bữa nay là câu bắt bùn rồi, bữa nay là còn nước không, nước bùn đó, nước sọng nữa là xuống mà ít bùn, có xuống nhưng mà ít bùn, mà trời nắng thì mà bùn quá đi chịu không nổi. Yeah.